Cuối cùng mình cũng đã tìm thấy một cái quán trà chanh vừa rẻ vừa ngon, tuyệt cả là vời, ngay tại Hải Phòng rồi mọi người ơi. Uống xong cuốn quá phải lên bài ngay lập tức đây nè. Đây là trà chanh con cá ở 29 Mê Linh. Đầu tiên đi qua thì cũng không có ấn tượng gì nhiều đâu, cho đến khi mà nhìn thấy người ta uống thì trời ơi, phải mò ra đây bằng được. Bởi vì trà chanh ở đây không phải cho vào cái cốc nhỏ xíu như bình thường đâu, mà nó sẽ là cái cốc siêu to khổng lồ. Các bác biết là bao nhiêu tiền không ạ? Trời ơi, chỉ có từ 19.000 thôi ý. Tính ra là nó chả chênh nhau so với cốc nhỏ là bao nhiêu cả. Tôi mua xong còn sốc luôn mà. Menu đây cho các bác xem này, nó còn siêu nhiều vị cơ. Tính xương xương chỗ này cũng phải mấy chục vị rồi còn gì nữa. Mà nhá, ở đây còn có một cái loại trà đặc biệt cơ, đó là trúc An Giang, một cái loại chanh Thái rất là thơm. Kiểu mình đứng từ xa lúc mà người ta pha đã ngửi thấy rồi cơ, nên là phải gọi ra liền. Và đây chỉ là nguyên cái bao của mình gọi. Trời ơi, nhìn nó rất là mùa hè và ngon mắt luôn ấy nhở. Chu cha mạ ơi, sao ở đây cái gì nó cũng to luôn ấy. Nhìn cái size L kìa, trời ơi, 1 lít đó mọi người. Thôi bây giờ không thể cưỡng lại được nữa rồi, phải thẩm ngay cái vị trà trúc An Giang hot hòn hòn tại đây. Ui các bác ơi, không hiểu sao nhưng mà trà ở đây nó khác bọt cực, nó ngon lắm luôn ấy. Cái chanh nó siêu siêu thơm, và cái vị trà ở đây nó không kiểu là tàn đường ngọt lợ giống như mấy cốc trà mình mua ở ngoài cổng trường hay là hội chợ đâu. Cái trà ở đây nó rất là rõ vị nha, cộng thêm với cái chanh và mật ong vừa phải. Uống vào đầu tiên này sẽ có vị hơi chát nhẹ, sau đó thì chua và ngọt lắng dần ở cổ họng, ngon lắm luôn. Ui phải lâu lắm rồi tôi mới tìm thấy một quán trà như thế này, thật sự là vừa rẻ vừa ngon, rất là nên thử. Nhất là trà trúc và trà nhiệt đới nha, mình thấy hai cái đấy ngon nhất luôn. Mà ở đây tôi thấy còn đang mua một trà tặng một topping hoặc là free upside nữa, nên là nhanh tay các bác ơi.